Mình quyết định sinh con thứ ba để níu giữ chồng. Mình với anh quen nhau từ năm 2011. Sau 2 năm quen nhau thì đến 2013 chúng mình cũng tổ chức đám cưới. Và đến 2014 mình đã sinh em bé đầu lòng. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn ý, nên chồng mình phải đi làm và mình ở nhà chăm con. Cái hồi đấy ở nhà với bố mẹ chồng, còn chồng mình đi làm ấy, có nhiều người cũng hay nhắn tin cho mình bảo chồng mình như này như kia. Nhưng lúc đấy còn tin tưởng chồng nên mình cũng chẳng để ý. Cho đến khi thằng cu mình được 20 tháng thì mình xuống ở với chồng mình thì cũng có một lần mình bắt gặp được. Lúc đấy cũng buồn và tủi thân lắm, nhưng mà nghĩ về con nên cũng thôi, cũng bỏ qua cho chồng lần đấy. Và sau 2 năm đi làm thì em lại bầu mọi người ạ, về đẻ đứa thứ hai và chăm đứa đầu luôn. Khoảng thời gian ở nhà chăm con stress cực kỳ luôn mọi người. Chồng thì rượu chè cờ bạc gái gú, thi thoảng về thì lại đánh đập mình nữa. Mình có suy nghĩ rất nhiều lần muốn ly hôn với chồng, nhưng nghĩ về con cái bố mẹ thì lại thôi. Nhưng chuyện gì đến nó cũng đến mọi người ạ. Đến 2018 em lại bầu đứa thứ ba. Em thì không có ý định đẻ đứa thứ ba nữa đâu. Nhưng bố mẹ chồng cứ bảo thôi cố gắng con ạ, để đứa thứ ba nhỡ đâu nó lại về. Nhưng không mọi người ạ, từ lúc bầu đứa thứ ba thì còn không ngó ngàng đến nữa. Trong suốt thời gian bầu và đẻ 2 năm một đứa thì toàn bố mẹ chồng em lo cho em hết. Và bây giờ ba đứa con của em cũng lớn hết rồi, anh bây giờ mới muốn quay về. Mọi người nghĩ sao về trường hợp này? Chứ em là em thấy chị ấy khổ quá, ở nhà ngoại thì ở tít Nghệ An ấy, mà lấy chồng tận Yên Bái, mỗi lần muốn về ngoại là cũng rất khó khăn.